Theo kênh MASH, một trong những kênh tiếng Nga phổ biến nhất trên Telegram, Nga đang chuẩn bị cho hạm đội Biển Đen những máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV mới. MASH cho biết các UAV này được trang bị đầu đạn văn mảnh có thể kích nổ từ xa. Nguồn tin cho biết thêm, để phá hủy một xuồng chứa đầy chất nổ của đối phương, một quả mìn từ xa là đủ. Người điều khiển chỉ cần đưa UAV bay lên xuồng đối phương và nhấn nút, sau đó một vụ nổ mạnh sẽ xảy ra. Kênh trực tuyến này cũng chia sẻ một đoạn video được cho là quay cảnh các kỹ sư của hạm đội Biển Đen đang thử nghiệm máy bay không người lái tại một trong các vịnh ở Crimea. Quân đội Ukraine hồi tháng 3 xác nhận Nga đang thử nghiệm máy bay không người lái FPV được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến. Chuyên gia quân sự Serhiy Fled đã chia sẻ trên Telegram về việc thu hồi một máy bay không người lái FPV của Nga mang theo một cuộn dây điện không rõ mục đích. Máy bay không người lái FPV đóng vai trò quan trọng đối với cả Moscow và Kiev trong trận chiến trên không ở Ukraine. Defense Express đưa tin, chuyên gia về thông tin liên lạc và tác chiến điện tử người Ukraine Sergei Flat Bezrednov cho biết Nga đã cải tiến UAV, FPV giá rẻ của nước này, bổ sung thêm tính năng có thể gia tăng nguy hiểm cho phía Ukraine. Ông nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy video từ máy bay không người lái FPV của Nga với chức năng thị giác máy và thu thập mục tiêu tự động. Hơn nữa, nó ở chế độ chụp ảnh nhiệt. Thị giác máy là công nghệ giúp UAV có khả năng kiểm tra, xem xét và phân tích tự động dựa trên hình ảnh, từ đó đưa ra quyết định có liên quan. Theo chuyên gia Ukraine, công nghệ này của Nga vẫn còn khá thô sơ, nhưng Moscow đã bắt đầu triển khai chúng trên tiền tuyến. Mặc dù vậy, ứng dụng của công nghệ là rất đáng kể. Với nâng cấp này, người điều khiển UAV của Nga chỉ cần đưa vũ khí này lên độ cao nhất định. Sau đó, UAV của Nga có thể độc lập tấn công mục tiêu mà không cần giữ liên lạc với người điều khiển. Về cơ bản, việc sử dụng máy bay không người lái hiện đại hóa như vậy sẽ giúp UAV Nga qua mặt được hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine. UAV tự thu thập, khóa mục tiêu, tự xác định hướng tấn công, nên các vũ khí, sát thủ vô hình của Kiev không thể gây nhiễu để làm nó mất kết nối với người điều khiển. Ngoài ra, do UAV đã có thể tác chiến tự động hóa hơn, nên Nga cũng không cần người điều khiển có quá nhiều kinh nghiệm vì nó không đòi hỏi các thao tác quá phức tạp để tiếp cận mục tiêu và tấn công. UAV FPV được cải tiến của Nga tuy có giá thành đắt hơn, nhưng với thị giác máy và tính năng thu thập mục tiêu tự động sẽ giúp nó đạt hiệu quả tốt hơn trong việc đánh trúng các mục tiêu đang di chuyển, gia tăng tầm hoạt động do UAV không cần duy trì tín hiệu liên kết với người điều khiển. Ukraine nhận định nỗ lực nhằm trang bị cho hạm đội Biển Đen những máy bay không người lái FPV mới cho thấy quân đội Nga đang cố gắng khắc phục những lỗ hổng trong việc bảo vệ hạm đội. Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu tổn thất nặng nề sau các trận tập kích của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2, 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp hồi tháng 12 năm ngoái cho biết Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó, đồng thời tuyên bố sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức. Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine hôm 6 tháng 3, cũng nói rằng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Các cuộc tấn công dai dẳng của Ukraine, trong đó Kiev thường sử dụng máy bay và xuồng không người lái của Hải quân cũng như tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp, đã đẩy Nga về phía đông Biển Đen, đe dọa an ninh của Moscow xung quanh bán đảo Crimea. Quân đội Nga đang tập trung nguồn lực để kiểm soát thành phố Chasiv Yar trong bối cảnh Ukraine đối mặt với khó khăn về đạn dược. Anton, một binh lính Ukraine, đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt luân chuyển quân mới để bảo vệ Chasiv Yar, một thành phố chiến lược đối với quân đội Ukraine để giành quyền kiểm soát vùng Donbass phía đông. Sau một năm chiến tuyến gần như đóng băng, các lực lượng Nga đang đối đầu quyết liệt với quân đội Ukraine trong bối cảnh lực lượng Kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược do viện trợ từ phương Tây bị chậm trễ. Nga đang tranh thủ những bước tiến đạt được gần đây, đặt mục tiêu kiểm soát cao điểm ở Chasiv Yar. Chasiv Yar nằm cách Bakhmut khoảng 20 km về phía Tây, nơi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái, sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Chasiv Yar nằm cách Bakhmut khoảng 20 km về phía Tây, nơi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái, sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Chasiv Yar từng là trung tâm hậu cần trọng yếu của lực lượng Ukraine trong chiến dịch phòng thủ Bakhmut. Thành phố nằm trên điểm cao vượt trội so với khu vực xung quanh, mang lại lợi thế hỏa lực lớn, đặc biệt đối với pháo binh. Binh lính Anton cho biết, nếu Nga chiếm Chasiv Yar, cánh cửa đến các thành phố khác sẽ mở ra. Vì vậy, điều quan trọng là phải chặn họ ở đó. Từ các cao điểm ở Chasiv Yar, Nga sẽ giành được chỗ đứng vững chắc và có thể nhắm mục tiêu vào các thành phố khác. Đầu tiên là Kramatorsk và sau đó có thể là Slovian. Hai khu vực trung tâm này có giá trị biểu tượng đối với Moscow. Trên mặt trận giao tranh hiện nay, Chasiv Yar nằm trên con đường tiến công từ Bakhmut. Theo hướng này, Anton cho biết, Nga đang triển khai rất nhiều nhân lực, khá nhiều đạn dược, liên tục có các hoạt động không kích và pháo binh. Tại thời điểm này, người lính thuộc Lữ đoàn xung kích số 5 của Ukraine cho biết đơn vị của anh đang cố gắng cầm cự. Các blogger quân sự Ukraine và Nga hôm 5 tháng 4 nhận định quân đội Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thành phố Chasiv Yar. Tuy nhiên, tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 6 tháng 4 cho biết Chasiv Yar vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Mọi nỗ lực của đối phương nhằm đột phá khu vực này đều thất bại. Tuy nhiên, tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 6 tháng 4 cho biết Chasiv Yar vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Mọi nỗ lực của đối phương nhằm đột phá khu vực này đều thất bại. Ông cho biết Chasiv Yar đang chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất khi quân đội Nga cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của thành phố. Người đứng đầu Chasiv Yar, Sergey Chao, từ chối bình luận về các vấn đề quân sự, nhưng nói với AFP rằng tình hình đã trở nên nguy hiểm hơn trong 2 tuần qua. Ông Chao xác nhận, trước đây có những khoảnh khắc mà các bạn có thể nghe thấy sự im lặng trong thành phố, còn bây giờ không còn sự im lặng nữa, hỏa lực liên tục xuất hiện. Những người lính bị thương ở Chasiv Yar giờ đây có thể gặp khó khăn trong việc điều trị khẩn cấp. Một bác sĩ tại cơ sở đã di dời nói rằng các đội sơ tán sẽ không tiến vào Chasiv Yar nữa vì khu vực này quá nguy hiểm. Nadia, một bác sĩ 24 tuổi, tiết lộ nếu những người lính bị thương được đưa ra ngoài, họ sẽ được đưa ra ngoài bằng ô tô. Nadia cho biết cô nhìn thấy những người lính bị thương phải đi bộ hàng giờ đồng hồ vì không có lựa chọn nào khác để rời khỏi những vị trí đó. Vừa trở về sau một đợt luân chuyển quân gần thành phố điểm nóng, Sergey, binh lính Ukraine 25 tuổi, cho biết tình hình ở Chasiv Yar hiện khó khăn hơn nhiều. Người lính của Lữ đoàn xung kích số 5 cho biết thêm, nhiều máy bay không người lái đã bắt đầu hoạt động, cả máy bay không người lái Mavic và góc nhìn thứ nhất FPV, tất cả đều hoạt động cả ngày lẫn đêm. Yegor, một đồng đội của Sergey, nói rằng máy bay không người lái hoạt động chính xác hơn, khiến chúng đáng sợ hơn cả pháo binh. Người lính 27 tuổi nói, máy bay không người lái sẽ tiếp tục bay cho đến khi hạ gục bạn hoặc rơi gần bạn, khiến bạn bị thương, cho đến khi một chiếc khác bay đến. Chiếc đầu tiên khiến bạn bị tê liệt, chiếc thứ hai rơi xuống và hạ gục bạn. Yegor cho biết quân đội Nga đang sử dụng nguồn lực của họ một cách hợp lý hơn so với các trận chiến ở thời kỳ đầu của cuộc xung đột. Bogdan, một người lính 21 tuổi, cũng cho rằng Nga đã tìm cách rút ra các bài học và họ không còn là đội quân giống như năm 2022. Theo các binh lính Ukraine, một số chiến lược của Nga vẫn được giữ nguyên. Việc tấn công Chasiv Yar gợi nhớ đến các trận chiến trước đây của Nga khiến các thành phố bị san bằng. Sergey nói, họ phá hủy mọi thứ, sau đó ngồi một mình trong đống đổ nát này. Người đứng đầu thành phố Sergey Chao cho biết, không còn một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Ông cho biết khoảng 770 cư dân vẫn còn ở lại thành phố. So với người đứng đầu thành phố Sergey Chao cho biết, không còn một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Ông cho biết khoảng 770 cư dân vẫn ở lại thành phố, so với 13.000 người trước chiến tranh. Kênh Military Summary đưa tin, tại tâm trấn Chasiv Yar nóng bỏng nhất trong chiến sự Ukraine đang diễn ra những trận giao tranh khốc liệt, nhưng cuộc tiến công của quân Nga không thể bị ngăn cản, giống như cuộc tiến công của họ tại Novomykhailivka, Vuhledar, Avdiivka và Siversk. Kênh T3 cho biết, theo hướng Bakhmut, các đơn vị Ukraine đang rút lui ra ngoài kênh Siversky, Donetsk, Donbass, ở ngoại ô phía đông Chasiv Yar, sau khi đã đặt mìn khống chế các hướng tiếp cận những chướng ngại vật nước. Theo kênh Suri Yakimas, tại mặt trận Zaporizhia, trong 6 ngày qua, quân đội Nga đã gây áp lực lên lực lượng Ukraine dọc theo trục phía Tây Bắc và Bầu, nơi họ đạt được một số tiến bộ. Kênh T3 cho biết, ở Zaporizhia, người ta quan sát thấy những vụ tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở sửa chữa của nhà máy Motoxik, một mắt xích quan trọng của công nghiệp quốc phòng Ukraine. Kênh Military Summary cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm của Novomykhailivka gần Vuhledar. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã bị đánh bật về phía Tây, hiện chỉ còn nắm giữ được một phần ngôi làng vốn đã đổ nát gần như toàn bộ. Nếu không có gì đột biến, khu định cư này sẽ thất thủ trong vài ngày tới. Phía Ukraine đã công bố vị trí địa lý của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV vào các ngôi nhà nông thôn nằm ở phía bắc Novomykhailivka. Điều đó cho thấy chỉ còn chưa đầy 1 km nữa là ngôi làng sẽ bị bao vây hoàn toàn. Kênh T3 cho biết các trận chiến khốc liệt để giành quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng Berdychi vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Tây Avdiivka. Các đơn vị Nga đang tấn công lực lượng Kiev về phía Yashnobrhodovka. Lực lượng Nga đã thiết lập hoàn toàn quyền kiểm soát phần nằm ở tả ngạn sông Duna của làng Berdychi. Hiện quân đội Ukraine còn kiểm soát khoảng 40% ngôi làng. Theo kênh Spatial Grounds, quân Nga tiến vào Semenivka từ hướng đông nam. Chiến dịch công phá tuyến phòng thủ ở phía tây Avdiivka đang đi đến những ngày cuối cùng, bất chấp việc Ukraine ra sức kháng cự. Kênh T3 cho biết, tại Donetsk, quân đội Nga đang tiến vào trung tâm Pervomaisky ở phía nam Pobeda. Các trận chiến đang diễn ra dọc theo tuyến cao tốc T-0524, Kostyantynivka và xa hơn đến Vuhledar. Kênh Military Summary đưa tin lực lượng Kiev đã công bố đoạn phim về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV nhằm vào binh sĩ Nga ở khu vực đường Lenina và Miru. Đoạn phim này xác nhận rằng hơn 80% Pervomaisky đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 6 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy, trên hướng Novopavlovsk, đối phương đã 16 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của lực lượng Kiev và 10 đợt tấn công đã bị đẩy lùi theo hướng Bakhmut. Báo cáo có đoạn, trong ngày đã ghi nhận 50 vụ đụng độ. Tổng cộng, đối phương đã phóng 8 tên lửa, thực hiện 83 cuộc không kích và 37 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Marinka, Orekhov, Zaporizhia và Kherson. Trên các hướng Seversky và Slobodansky, địch tiến hành không kích các khu vực đông dân cư là Rodionovka, vùng Sumy, Ogipsevo, Kosaklopan, Lipsy, Kutuzovka, vùng Kharkov. Khoảng 20 khu định cư bị pháo và súng cối của đối phương pháo kích, bao gồm Leskochina, Mikhanchina, Sloboda, vùng Chernihiv, Mokrisa, Novaya Kuta, Belovody, vùng Sumy, Kosaklopan, Thuy, Slechia, Krasnoye, vùng Kharkov. Trên hướng Kyupyans, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công mà tiến hành không kích vào các khu định cư Kyupyans, Petropavlovka, Ivanovka, Borovaya, vùng Kharkov. Khoảng 15 khu định cư bị pháo và súng cối tấn công, đặc biệt là Sinkovka, Stepnaya, Novoselovka, Kotliarovka ở vùng Kharkov. Trong ngày, lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành tập kích vào 14 khu vực tập trung nhân lực vũ khí trang bị và một hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị tên lửa đánh vào 2 khu vực tập trung quân, một điểm kiểm soát UAV và một trạm tác chiến điện tử của Nga, báo cáo viết. Reuters đưa tin, Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trên thực địa, các lực lượng Nga đang tiến lên và việc đẩy lùi của họ là khó khăn. Tướng Syrskyi cho biết tình hình ở khu vực Bakhmut, ở khu vực phía đông Donetsk, đặc biệt khó khăn. Ông cho biết các lực lượng Nga đang tấn công cả ngày lẫn đêm, sử dụng nhiều nhóm xung kích với sự hỗ trợ của xe bọc thép cũng như các cuộc tấn công bằng bộ binh. Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở phía đông thị trấn Chasiv Yar, hay còn gọi là Chasiv Yar, nơi Ukraine vẫn kiểm soát và nằm gần thành phố Bakhmut. Ông Syrskyi cho biết trên ứng dụng Telegram rằng các lực lượng Nga đang cố gắng vượt qua các tuyến phòng thủ ở đó, đồng thời nói thêm rằng Chasiv Yar vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Mọi nỗ lực đột nhập vào khu định cư của đối phương đều thất bại. Theo quan chức này, gần Avdiivka, một thành phố khác ở vùng Donetsk do người Nga nắm giữ, các trận chiến khốc liệt nhất đã xảy ra ở Pervomaisky và Vodnyany. Ông cũng cho biết tình hình đang căng thẳng ở khu vực phía nam và đông bắc của tiền tuyến. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần 25 hệ thống Patriot với 6-8 khẩu đội mỗi hệ thống để bảo vệ hoàn toàn lãnh thổ của mình khỏi các cuộc tấn công trên không của đối phương. Ông nói, tôi sẽ không cho các bạn biết chúng tôi có bao nhiêu hệ thống Patriot. Tôi sẽ nói với bạn để bảo vệ hoàn toàn không phận. Trong tương lai, Ukraine nên có 25 hệ thống Patriot với 6-8 khẩu đội trong mỗi hệ thống. Tôi không thấy bất kỳ bí mật nào ở đây bởi vì mọi thứ đều đã được đối tác của chúng tôi nhận thức rõ về điều này. Họ thậm chí còn biết những điểm mà hệ thống tương ứng nên được cài đặt và hoạt động. Vâng, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng lãnh thổ Ukraine rất rộng lớn. Do đó, để bảo vệ hoàn toàn đất nước của chúng tôi, ngay cả những khu vực không có hoặc gần như là không có người đến, để bao phủ hoàn toàn không phận, chúng tôi cần 25 hệ thống Patriot trong biên chế phòng không của Ukraine, cùng với tất cả các hệ thống khác mà chúng tôi có, ông Zelensky nhấn mạnh. Bình luận về tình trạng thiếu thốn đạn dược, Tổng thống cho biết chúng tôi không có đạn pháo để phản công. Để bảo vệ nhà nước, một số sáng kiến đã bắt đầu thực hiện và chúng tôi đang nhận được vũ khí. Tổng thống cũng đảm bảo rằng đạn dược ngày nay được phân phối công bằng giữa các lữ đoàn ở những khu vực căng thẳng nhất. Ông cũng tuyên bố rằng các đối tác chỉ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine 10% số máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine cần trong năm nay. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Kharkov hiện được bảo vệ tốt khỏi cuộc tấn công trên bộ của quân đội Nga, đồng thời kêu gọi thảo luận về kế hoạch của đối phương nhằm chiếm thành phố nhằm mục đích đưa ra thông tin sai lệch. Ông nói hôm nay Kharkov được bảo vệ không phải từ góc độ bầu trời, chúng ta sẽ nói về lá chắn phòng không cho cư dân Kharkov sau. Về tuyến phòng thủ, về quân ta, hôm nay Kharkov không gặp nguy hiểm. Thực tế rằng đây là mục tiêu Moscow mong muốn, người Nga không che giấu điều đó. Toàn bộ phía đông chứ không chỉ là phía đông và phía nam của đất nước chúng tôi và các thành phố như Kharkov và Kramatorsk là mục tiêu mong muốn của họ. Điều này có thể hiểu được. Nhưng hôm nay chúng tôi bảo vệ khu vực Kharkov với sự tự tin tuyệt đối, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm. Bình luận về khả năng Nga thực hiện một cuộc tấn công mới từ Belarus, Tổng thống Zelensky khẳng định rằng chưa nhận thấy những mối đe dọa như vậy. Về mặt chiến lược, chúng tôi chưa thấy bất kỳ kế hoạch, mối đe dọa hoặc khả năng nào từ Belarus. Đồng thời, ông Zelensky lưu ý rằng người Nga nên biết rằng Ukraine đang xây dựng hệ thống phòng thủ đáng tin cậy ở phía Bắc. Việc chúng tôi xây dựng biên giới không có gì bí mật và người Nga nên biết và người Belarus cũng vậy, hoặc người Nga trên lãnh thổ Belarus nên biết. Vâng, ở đây có biên giới, sẽ có 3 tuyến phòng thủ mạnh và một đội quân ở đây, và sau đó có răng rồng và chiến hào chống tăng. Tất cả những điều này cần phải được biết và không có bí mật. Nhờ công nghệ hiện đại nên họ đã biết tất cả những điều này rồi, nhưng không cần phải che giấu vì họ phải hiểu rằng sẽ có sự phản kháng, ông nói. Đài phát thanh CBC đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland cho biết sự hỗ trợ của Canada dành cho Ukraine là một đóng góp quan trọng nhằm củng cố NATO trong thời điểm Mỹ không tăng cường hỗ trợ cho quốc gia đang bị bao vây này. Bà nói vào tháng 3, Canada đã cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp là 2 tỷ đô la Mỹ. Điều này xảy ra vào thời điểm khi Mỹ không thể đứng ra và hỗ trợ cho Ukraine. Chúng tôi đã lấp đầy khoảng trống đó. Bộ trưởng Freeland nói rằng người Canada có thể tự hào vì đất nước của họ đang làm mọi thứ có thể để chống lại Nga bằng cách hỗ trợ Ukraine trong trận chiến lớn nhất của NATO. Đại sứ Nga tại Phần Lan Pavel Kuznetsov hôm 6 tháng 4 cảnh báo Moscow sẽ trả đũa quốc gia Bắc Âu nếu vũ khí hạt nhân NATO được đặt trên lãnh thổ Phần Lan. Phần Lan là một trong những thành viên mới nhất của NATO. Quốc gia này cùng Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập liên minh vào năm 2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đại sứ Kuznetsov cho rằng mối quan hệ giữa hai nước Nga và Phần Lan không thể quay trở lại như xưa. Ông nói, sớm hay muộn, mối quan hệ giữa hai nước láng giềng sẽ được khôi phục. Tuy nhiên, điều đó sẽ không diễn ra nhanh chóng như chúng tôi mong muốn. Ông cho biết, mọi thứ ở đây sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào Helsinki. Nước phần lớn đã mất đi sự độc lập trong việc đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại mà phụ thuộc vào đường lối chính sách chung mà Mỹ và NATO đang theo đuổi đối với Nga. Trong mọi trường hợp, Nga và Phần Lan sẽ hợp tác trước đây khi Helsinki gia nhập khối quân sự NATO hiếu chiến. Ông Kuznetsov cũng cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả nếu bất kỳ vũ khí hạt nhân nào của NATO được đặt trên lãnh thổ Phần Lan. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ không thể không đáp lại những quyết định có thể có của chính phủ Phần Lan trong lĩnh vực này. Các bước cụ thể sẽ được phát triển tùy thuộc vào những mối đe dọa thực sự mà những hành động này sẽ gây ra cho an ninh của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích quyết định trở thành thành viên NATO của Phần Lan vào tháng trước, gọi việc gia nhập của nước láng giềng này là một bước đi vô nghĩa, buộc ông phải gửi vũ khí tới biên giới hai nước. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo hồi tháng 3 cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài với phương Tây và là mối đe dọa quân sự lâu dài và hiện hữu đối với châu Âu. Ông cảnh báo, nếu chúng ta, với tư cách là một châu Âu thống nhất, không phản ứng đầy đủ trước thách thức này, thì những năm tới sẽ tràn ngập nguy hiểm và những hiểm họa sắp xảy ra, kêu gọi các bên hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Vantonen ủng hộ quan điểm của Tổng thống Pháp Macron về việc triển khai lực lượng quân sự hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga. Ngoại trưởng Vantonen nói, bây giờ không phải là lúc đưa quân đến Ukraine và chúng tôi thậm chí chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề đó ở giai đoạn này. Tuy nhiên, về lâu dài, tất nhiên chúng ta không nên loại trừ bất cứ điều gì cả. Bà cho rằng Tổng thống Macron đã làm điều đúng đắn khi nỗ lực duy trì sự mơ hồ về chiến lược để khiến Nga phải suy đoán về mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine và về sự sẵn sàng của các nước NATO thực sự tham gia vào cuộc xung đột với Nga. Ý tưởng đưa quân đến Ukraine hiện vẫn gây ra nhiều tranh cãi, trong khi hầu hết các nước thành viên NATO tuyên bố không có ý định triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Một số nhà lãnh đạo tỏ ra ủng hộ ý tưởng này và cho rằng không nên loại trừ kịch bản đó. Trong video phát sóng hôm 6 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ lo ngại về việc nước này có thể sẽ hết tên lửa phòng không nếu phía Nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa dữ dội. Tổng thống Zelensky cho hay, nếu họ tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày như cách họ làm trong tháng trước, chúng tôi có thể hết tên lửa và các đối tác của chúng tôi biết rõ điều đó. Ông Zelensky từ nhiều tuần nay đã kêu gọi các đồng minh viện trợ thêm hệ thống phòng không, bởi ông nhấn mạnh rằng Ukraine dù có đủ số lượng trong kho dự trữ để đối phó với các đợt tấn công ồ ạt của Nga ở thời điểm hiện tại, nhưng nước này phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần bảo vệ. Ông Zelensky đặc biệt chỉ ra sự cần thiết của hệ thống phòng không Patriot và cho biết Ukraine cần thêm 25 hệ thống này. Theo các nhà quan sát, hệ thống phòng không tinh vi của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo và siêu thanh, vốn có khả năng tấn công mục tiêu chỉ trong vài phút. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn xa nhất từ 70 đến 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay của mục tiêu lên đến 24 km. Tổng thống Zelensky vẫn tin tưởng rằng một gói viện trợ lớn cho Ukraine sẽ sớm được Quốc hội Mỹ thông qua, dù đề xuất này vẫn đang mắc kẹt trong các cuộc hội thảo thảo luận kể từ cuối năm ngoái trước sự phản đối kiên quyết từ Đảng Cộng Hòa. Được biết, Moscow đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ của Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là động thái trả đũa các vụ pháo kích xâm nhập biên giới do quân đội Ukraine và dân quân thân Kiev tiến hành thời gian qua. Các đòn tập kích của Nga thường sử dụng tên lửa hành trình KH-101, KH-555 từ oanh tạc cơ chiến lược, các tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa hành trình Iskander-K, tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa chiến thuật KH-59 và nhiều UAV tự sát kiểu Sat-136. Trong một diễn biến khác, hôm ngày 5 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Ukraine NBU thông báo dự trữ ngoài nước của Kiev đã tăng lên mức cao kỷ lục là khoảng 43,8 tỷ đô la Mỹ tính đến hết ngày 1 tháng 4. Cụ thể, trong tháng 3, tổng tiền gửi ở nước ngoài của Ukraine tăng 18%, chủ yếu nhờ các khoản viện trợ quốc tế. NBU cho biết Ukraine đã nhận khoảng 9,3 tỷ đô la Mỹ từ các đối tác nước ngoài, trong đó có 4,9 tỷ đô la Mỹ từ Liên minh châu Âu EU và 1,6 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới WB. Cùng tháng này, Ukraine chi khoảng 728 triệu đô la Mỹ để thực hiện các nghĩa vụ với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và khoảng 363 triệu đô la Mỹ thanh toán lãi và gốc của các khoản nợ công. Hiện tại, dự trữ ngoài nước của Ukraine đủ để chi trả cho các hoạt động nhập khẩu trong gần 6 tháng. Năm 2023, dự trữ ngoài nước của Ukraine ở mức 40,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với năm 2022. Các lực lượng của Nga trong những tuần gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công cơ giới lớn hơn và thường xuyên hơn nhắm vào quân đội Ukraine. Điều này cho thấy có thể Moscow đang hy vọng rằng sẽ đạt được đột phá trước khi sự hỗ trợ của phương Tây đến Kiev. Tuy nhiên, cho đến nay, Ukraine vẫn có thể xoay sở để đối phó với các cuộc tấn công này, bao gồm cả bộ binh được hỗ trợ các phương tiện bọc thép, bất chấp việc phải vét đáy thùng để có đạn dược, vũ khí và vật tư. Các cuộc tấn công diễn ra trong những tuần qua, với cuộc tấn công đầu tiên bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho hay. Vào lúc đó, các quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công ở Liman, phía bắc Bakhmut. Một đoạn video đã được công bố cho thấy các lực lượng của Ukraine chiến đấu với phương tiện bọc thép Nga trong khu vực này. Ngày 30 tháng 3, các lực lượng của Ukraine gần Tonik, phía tây của Avdiivka, dường như đã giành được chiến thắng khi đối phó với cuộc tấn công cơ giới quy mô tiểu đoàn của Nga. Một quân nhân cho biết, Ukraine đã phá hủy 12 trong số 36 xe tăng của Nga và 8 trong số 12 phương tiện chiến đấu bộ binh BMP. Đoạn video cho thấy một số cuộc giao tranh căng thẳng, trong đó các xe tăng của Nga bị phá hủy bởi các tên lửa chống tăng dẫn đường. Cuộc tấn công cơ giới trên là cuộc tấn công đầu tiên có quy mô lớn như vậy được Nga tiến hành kể từ khi họ bắt đầu nỗ lực giành lại Avdiivka vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm đó, Nga tổn thất một số phương tiện, trong đó có gần 50 xe tăng và hơn 100 xe bọc thép chỉ từ ngày 19-20 tháng 10. Ngay sau đó, vào ngày 3 tháng 4, đoạn video được ISW xác định vị trí cho thấy các lực lượng của Ukraine đang tiến hành một cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội gần Teri. Các chuyên gia về xung đột nhận định có một số cách giải thích khác nhau về sự gia tăng đột ngột của các cuộc tấn công cơ giới. ISW nhận định, các lực lượng của Nga có lẽ đang tăng cường các cuộc tấn công cơ giới trước khi địa hình lầy lội trở nên rõ rệt hơn vào mùa xuân và khiến các phương tiện di chuyển khó khăn hơn. Bùn có thể là trở ngại đáng chú ý trên chiến trường vào mùa xuân và mùa thu, cũng như từng là mối lo ngại trước đây của Ukraine khi nhận được xe tăng do phương Tây sản xuất cho cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những cuộc tấn công cơ giới này có thể tính toán đúng thời điểm để tận dụng tối đa những khó khăn hiện tại của Ukraine. Theo ISW, các lực lượng của Nga cũng có thể đang tăng cường các cuộc tấn công cơ giới để tận dụng tình trạng thiếu trang thiết bị của Ukraine trước khi có sự hỗ trợ an ninh của phương Tây. Đáng chú ý, các cuộc tấn công trên dường như diễn ra cùng lúc với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tăng cường, cho thấy một nỗ lực chung của các lực lượng Moscow. Hiện nay, Ukraine vẫn đang đủ khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu họ có thể duy trì phòng tuyến giữa lúc đối mặt với những hạn chế trong sự hỗ trợ của phương Tây hay không. Các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về đạn dược và vật tư trong những tháng qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm ngày 3 tháng 4 cho biết, Nga sử dụng hàng nghìn vũ khí dẫn đường, trong đó có hơn 3.000 bom lượn để tập kích Ukraine trong tháng 3. Tổng thống Zelensky nói, chỉ trong tháng 3, Nga đã sử dụng hơn 3.000 quả bom lượn, 400 tên lửa các loại và 600 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shad để tấn công Ukraine. Theo nhà lãnh đạo này, các lực lượng Nga ném bom không ngừng nghỉ nhằm vào khu vực tiền tuyến và biên giới, đồng thời phá hủy nhiều thành phố và làng mạc ở Ukraine. Cũng theo ông Zelensky, bom lượn dẫn đường đã được Nga sử dụng để tấn công thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu và gây hư hại hàng loạt công trình dân sự. Ông Zelensky cho rằng điều này sẽ không xảy ra nếu Ukraine nhận được những hệ thống phòng không đáng tin cậy để bảo vệ các thành phố trước các lực lượng Nga. Trước đó trả lời phỏng vấn Washington Post, Tổng thống Zelensky cho rằng trì hoãn của Quốc hội Mỹ trong việc phê chuẩn gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ thực sự đã gây cho Ukraine nhiều tổn hại. Theo ông, quân đội Ukraine không thể lên kế hoạch tác chiến cho tương lai trong bối cảnh này. Các nghị sĩ Mỹ tranh cãi về gói viện trợ trong gần 6 tháng trời. Ông cảnh báo, lực lượng Ukraine có thể phải rút lui để giữ tiền tuyến của mình và tiết kiệm đạn dược. Các nhà phân tích của ISW đã đề cập trong báo cáo của họ về thất bại ngày 30 tháng 3 của Ukraine trước cuộc tấn công cơ giới của Nga trong khi Kiev không có nhiều lựa chọn đối phó. Các lực lượng Ukraine có thể đã phải tiêu tốn số lượng đáng kể trang thiết bị để phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga. Với nguồn cung khan hiếm, việc duy trì một hệ thống phòng thủ vững chắc, lâu dài có lẽ là điều không thể. Dù vậy, hy vọng có thể đang đến gần khi một số nước NATO gấp rút cung cấp các gói viện trợ cho Ukraine, trong khi các quan chức phương Tây đang thảo luận về tiềm năng hỗ trợ lâu dài và vững chắc. Phát biểu trong cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên NATO ở Bỉ, Stoltenberg thừa nhận với các phóng viên rằng Ukraine cần nhiều tiền hơn từ NATO trong vài năm tới. Ông Stoltenberg nói, chúng ta phải đảm bảo sự hỗ trợ an ninh đáng tin cậy cho Ukraine trong thời gian dài, hạn chế dựa vào các nguồn đóng góp tự nguyện, tăng cường các nguồn đóng góp chung từ cam kết của NATO, đồng thời hạn chế các cam kết ngắn hạn, thay vào đó tăng cường các cam kết dài hạn. Tiến triển cũng đang được nhìn thấy ở Quốc hội Mỹ khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson dự kiến sẽ đưa gói hỗ trợ cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ ra bỏ phiếu. Gói hỗ trợ này đã được Thượng viện thông qua vào tháng 2, nhưng vẫn chưa rõ liệu khoản hỗ trợ này có nhận được đủ phiếu bầu tại Hạ viện hay không. Ukraine cần sự hỗ trợ bổ sung càng sớm càng tốt khi nước này phải đối mặt với một nước Nga đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt, đặc biệt khi Moscow đã đặt các ngành công nghiệp của mình vào chế độ thời chiến và bắt đầu xây dựng lại các lực lượng đã xuống cấp. Ngày 3 tháng 4, trái với một số đánh giá về tình trạng quân đội Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Campbell cho rằng Moscow phải chịu những tổn thất nhất định, nhưng giờ đây họ đã khôi phục gần như hoàn toàn khả năng quân sự của mình. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, chiến lược gia Edward Luttwak cho rằng các thành viên NATO sẽ phải triển khai quân đội để ngăn cản chiến thắng của Nga. Ông cho biết Anh, Pháp và Bắc Âu đã âm thầm chuẩn bị gửi quân đến Ukraine. Các quốc gia NATO chỉ có thể ngăn chặn tổn thất không thể tránh khỏi đối với lực lượng Nga ở Ukraine bằng cách triển khai quân đội của họ tới nước này. Chiến lược gia người Mỹ Edward Luttwak, cựu cố vấn của quân đội Mỹ lên tiếng. Ông viết trên một bài xã luận đăng hôm 5 tháng 4 trên trang truyền thông trực tuyến Unheard của Anh. Tính toán này là không thể tránh khỏi. Các nước NATO sẽ sớm phải gửi binh lính tới Ukraine, nếu không sẽ phải chấp nhận thất bại thảm hại. Người Anh và Pháp cùng với các nước Bắc Âu đã âm thầm chuẩn bị gửi quân đội, cả các đơn vị tinh nhuệ nhỏ lẫn nhân viên hậu cần và hỗ trợ, những người có thể ở xa mặt trận. Luttwak lập luận rằng cuộc xung đột không thể giành chiến thắng nếu không giành triển khai quân trực tiếp, bởi vì cho dù số lượng và chất lượng vũ khí được gửi đến Kiev như thế nào, quân Nga vẫn quá đông so với lực lượng Ukraine. Điều này có nghĩa là, trừ khi Tổng thống Nga Putin quyết định chấm dứt chiến tranh, quân đội Ukraine sẽ bị đẩy lui hết lần này đến lần khác, mất đi những binh sĩ không thể thay thế được. Bình luận của ông Luttwak diễn ra sau nhiều tuần quân đội Nga tiến công trên chiến trường ở khu vực Donbass. Các nhà lãnh đạo phương Tây khẳng định rằng họ có thể đảm bảo chiến thắng cho Ukraine bằng cách cung cấp viện trợ cho Kiev, nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 đề xuất rằng không thể loại trừ việc triển khai quân trực tiếp của các thành viên NATO. Luttwak cho biết các thành viên NATO châu Âu phải đối mặt với một quyết định quan trọng bởi vì lực lượng Mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng về những căng thẳng liên quan đến Đài Loan, nên châu Âu sẽ phải cung cấp nhân lực mà Ukraine cần. Ông nói thêm, nếu châu Âu không thể cung cấp đủ quân, Nga sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường và ngay cả khi ngoại giao can thiệp thành công để tránh thất bại hoàn toàn, sức mạnh quân sự của Nga sẽ quay trở lại Trung Âu một cách thắng lợi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm cho biết quan hệ NATO-Nga đã xấu đi rất nhiều trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, đến mức NATO đã phải đối đầu trực tiếp với Moscow. Ông Putin đã cảnh báo rằng NATO sẽ có nguy cơ gây ra xung đột hạt nhân nếu các thành viên của khối này đưa quân tới Ukraine. Luttwak gợi ý rằng bằng cách cung cấp quân nhân hỗ trợ cho các nhiệm vụ như huấn luyện quân đội và sửa chữa các thiết bị hư hỏng, các quốc gia NATO có thể giải phóng nhiều người Ukraine hơn để họ phục vụ ở tiền tuyến. Ông nói những người lính NATO này có thể không bao giờ tham chiến, nhưng họ không cần phải làm như vậy để giúp Ukraine tận dụng tối đa nguồn nhân lực khan hiếm của mình. Luttwak sinh ra ở Romania, trưởng thành chủ yếu ở Anh, đã cố vấn cho Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cùng với các cơ quan khác ở Washington. Một hồ sơ tháng 12 năm 2015 về Luttwak của báo Anh The Guardian đã gọi ông ta là Machiavelli của Maryland, hàm ý nhắc tới nhà triết học chính trị gia thời phục hưng Niccolo Machiavelli của Ý, người theo đuổi thuyết mục đích biện minh cho phương tiện. Hiện đã 81 tuổi, Luttwak được cho là đã tư vấn cho nhiều khách hàng từ Đạt Lai Lạt Ma đến Thủ tướng Kazakhstan. Mặc dù là người ủng hộ việc phương Tây can dự vào cuộc xung đột, Luttwak vẫn bị đưa vào danh sách đen của Ukraine vào năm 2022 vì ông cho rằng Kiev trên thực tế không thể hy vọng đánh bại Nga hoàn toàn và phế truất Putin. Kíp lái tại một vị trí chiến đấu ở miền đông Ukraine có 33 viên đạn cho hệ thống pháo binh trong hầm chứa đạn. Các viên đạn được xếp ngay ngắn ở cạnh tường. Sau khi khai hỏa một khẩu pháo, chỉ còn lại 17 viên đạn, nghĩa là đã tốn hơn một nửa số đạn của kíp lái. Kho đạn giờ cạn kiệt nhanh chóng là dấu hiệu cho thấy nguồn cung đạn pháo của Ukraine đang suy giảm ngay cả khi các cuộc tấn công của Nga vẫn đang tiếp diễn liên tục. Đạn pháo quyết định kết quả của trận chiến, bên nào có nhiều đạn pháo hơn sẽ giành chiến thắng. Đại úy Vladislav Slominski, một chỉ huy lực lượng pháo binh của Ukraine, nói. Hiện tại Nga đang có nhiều đạn pháo hơn Ukraine, trong khi đó quân đội Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm đạn dược cho các loại vũ khí sau nhiều tháng Quốc hội Mỹ vẫn trì hoãn về gói viện trợ mới. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiếp tục trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng, viện dẫn các ưu tiên trong nước. Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng khi đang ở thế phòng thủ dọc theo chiến tuyến dài khoảng 960 km ở miền đông. Ngoài ra, Ukraine cũng đang xây dựng thêm các công sự phòng thủ như bong ke, chiến hào và bãi mìn. Giới quan sát đánh giá, Ukraine cần có thêm đạn pháo để giữ vững phòng tuyến cho đến khi các công sự phòng thủ được hoàn thành và trước khi Nga tiến hành một đợt tấn công mới dự kiến vào mùa hè này. Trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã giành ưu thế về pháo binh. Các nhà phân tích và quan chức Ukraine cho biết Nga đang bắn số lượng pháo nhiều hơn ít nhất là 5 lần so với Ukraine. Không thể mong đợi các binh sĩ chiến đấu mà không có đạn dược, đó là điều cơ bản. Johan Norberg, nhà phân tích quân sự tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển cho biết. Theo Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Michael Turner, các quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã nói rõ rằng Ukraine không thể cầm cự lâu hơn nữa trước tình cảnh thiếu hụt đạn dược và vũ khí như hiện nay. Chúng ta đang ở trong một thời điểm quan trọng trên chiến trường và có thể ảnh hưởng không chỉ đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ukraine mà còn cả khả năng chiến đấu của họ, ông Turner nói. Tại khu vực tiền tuyến, các binh sĩ Ukraine gọi đây là cơn khát đạn pháo. Tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng có thể làm ảnh hưởng tới chiến thuật và hiệu quả của các loại vũ khí. Quân đội Ukraine không chỉ đang đối mặt với việc thiếu đạn dược nói chung mà còn là sự không đồng đều về các loại đạn trong kho vũ khí. Một năm trước, Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp bom chùm, loại vũ khí vướng phải nhiều chỉ trích vì để lại đằng sau những quả bom chưa kích nổ có thể tồn tại trong các khu vực xung đột trong nhiều thập kỷ, gây nguy hiểm cho dân thường. Kết quả là hiện nay, Ukraine có khá nhiều loại bom đạn chùm có hiệu quả chống lại lực lượng bộ binh, nhưng rất ít loại đạn có sức nổ mạnh, hiệu quả hơn trong việc chống lại xe tăng và phương tiện bọc thép khác của Nga, các nhà phân tích quân sự và binh sĩ Ukraine cho biết. Sự thiếu hụt đạn cối có giá khoảng $1.000 mỗi quả đã buộc các chỉ huy Ukraine phải chuyển sang sử dụng đạn pháo hạng nặng với giá $3.000, đắt hơn nhiều. Ukraine có nhiều đạn pháo tiêu chuẩn NATO hơn đạn cỡ nòng của Liên Xô, ngay cả khi Kiev vẫn sử dụng nhiều loại súng cũ từ thời Liên Xô hơn các mẫu mới do phương Tây cung cấp. Sự phụ thuộc lớn vào đạn pháo của phương Tây đã khiến Ukraine gặp khó khăn trong nguồn cung, trong khi hoạt động chiến đấu trên thực địa đang rất gần chúng. Về phía Nga, quân đội nước này đã phát triển các chiến thuật tương đối là hiệu quả để tấn công chiến hào trong điều kiện Ukraine không sử dụng pháo hạng nặng. Nga đã tận dụng cơ hội này tiến về phía trước bằng cách tiến hành các đợt pháo kích lớn, trong khi máy bay của Moscow vẫn nằm ngoài phạm vi phòng thủ của Kiev. Trước đợt tấn công mới dự kiến diễn ra vào mùa hè, Nga đã bổ sung tân binh và lính nghĩa vụ vào hàng ngũ của mình mà không cần một đợt huy động lực lượng giống như vào mùa thu năm 2022. Vào tuần trước, lực lượng Nga đã tiến về khu vực chiến hào và hầm trú ẩn then chốt ở phía tây Avdiivka, nơi Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 2. Cuối tuần qua, lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn đầu tiên bằng xe tăng và phương tiện chiến đấu sau khi giành được Avdiivka. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết quân đội Ukraine ở bên ngoài khu vực Avdiivka hiện do Nga kiểm soát đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới cỡ tiểu đoàn của Nga. ISW dẫn lời một binh sĩ Ukraine vào ngày 31 tháng 3 cho biết các đơn vị thuộc Trung đoàn xe tăng số 6 của Nga đã điều 36 xe tăng và 12 xe chiến đấu bộ binh BMP vào trận chiến trên tiền tuyến gần Tonenke, một ngôi làng phía đông Avdiivka. Một vị chỉ huy của Ukraine cho biết ông nhận được 20 quả đạn pháo mỗi ngày tại vị trí chiến đấu của mình so với 80 quả đạn pháo mỗi ngày mà lực lượng nhận được vào mùa hè năm ngoái khi Ukraine tiến hành một cuộc phản công. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine chưa chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa hè của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga có thể đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công mới, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. ISW đánh giá dự kiến Nga có thể tiến hành hoạt động tấn công vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024 ở khu vực phía tây Donetsk. Nga đang hy vọng rằng có thể tận dụng được bước tiến ổn định mà họ đã có trong khu vực này. Các quan chức Ukraine cảnh báo rằng quân đội Nga đang tăng cường lực lượng gần Bakhmut, Avdiivka và khu vực phía tây Zaporizhia. Nếu gói viện trợ mới được Quốc hội Mỹ thông qua, quân đội Ukraine có thể tin tưởng vào việc được nhận đạn pháo mới. Mặc dù vậy, hy vọng lớn nhất về đạn pháo từ phương Tây cho Ukraine là sáng kiến của chính phủ Séc nhằm mua đạn pháo trên thị trường vũ khí toàn cầu và chuyển cho Ukraine. Hiện nay, các nước châu Âu cũng còn rất ít vũ khí và đạn dược trong kho để cung cấp cho Ukraine. Tổng thống Séc Pavel cho biết khoảng 20 quốc gia đang đóng góp vào một quỹ chung để mua sắm vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Ông Pavel nói thêm rằng chính phủ Séc đã tìm thấy 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm có sẵn để mua bên ngoài châu Âu. Ở trong nước, Ukraine đang tăng cường nỗ lực sản xuất đạn pháo theo các chương trình chưa được tiết lộ nhằm tránh khả năng các máy bay sản xuất trở thành mục tiêu của tên lửa Nga. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết quá trình sản xuất đạn pháo vẫn chưa bắt đầu. Hồi giữa tháng 3, một máy bay không người lái UAV của Ukraine lao xuống nhà máy lọc dầu Ryazan của Rosneft nằm cách biên giới với Ukraine 500 km. Đến ngày 2 tháng 4, khoảng cách tập kích tăng lên gấp đôi khi nhà máy sản xuất UAV và cơ sở dầu khí Nga ở Cộng hòa Tatarstan cách biên giới hơn 1.100 km bị UAV tấn công. Các cuộc tập kích ngày càng xa này cho thấy Kiev đã tìm ra cách để vượt qua mạng lưới phòng không cùng hệ thống tác chiến điện tử phức tạp của Moscow, giúp những chiếc UAV mang thuốc nổ của họ có thể tung đòn sát thương vào hạ tầng dầu khí của Nga, huyết mạch kinh tế mang lại nguồn thu lớn nhất cho nước này. Một nguồn tin thân cận với chương trình UAV của Ukraine cho biết, các phương tiện tham gia tập kích có tầm bay xa hơn, năng lực cao hơn, thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để dẫn đường, vô hiệu hóa năng lực gây nhiễu của Nga. Mỗi UAV có một máy tính chứa dữ liệu vệ tinh và địa hình. Chúng tôi cùng đồng minh xác định hướng bay trước khi tấn công, nguồn tin giải thích. Cơ chế dẫn đường bằng AI được kích hoạt khi đối phương gây nhiễu để giúp UAV tập kích mục tiêu với độ chính xác đến từng mét. UAV được trang bị loạt cảm biến và sử dụng giác quan máy, một hình thức của AI. Chuyên gia Noah Sinvia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, gọi tắt là RUSI, giải thích, bên vận hành sẽ xây dựng một mô hình học máy trên con chip của UAV, dạy nó cách xác định vị trí, địa hình và mục tiêu mà nó hướng tới. Lincoln Jones nói, khi được triển khai, UAV có thể sẽ tự xác định được nó đang ở đâu. Sylvia cho biết nó không đòi hỏi bất cứ liên lạc nào với vệ tinh và hoàn toàn bay tự động. Điều này khiến các biện pháp gây nhiễu hay can thiệp bằng tác chiến điện tử đều vô tác dụng. Chris Lincoln Jones, chuyên gia về AI và tác chiến UAV, nhận định công nghệ tự tìm đường bay của phương tiện này vẫn ở mức thấp. Mức độ tự bay này chưa từng xuất hiện trên UAV, song chúng ta đang ở giai đoạn đầu của công nghệ tiềm năng đó. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào UAV và drone từ khi chiến sự với Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022, đồng thời dồn lực phát triển công nghệ để có thể chế tạo trong nước loại phương tiện này. Ukraine ban đầu dùng UAV và drone để trinh sát hoặc sửa đổi chúng để thả đạn cỡ nhỏ, sau đó xây dựng ngành công nghiệp hoàn chỉnh để phần nào có lợi thế trước Nga với nguồn lực lớn và tốt hơn. Đây là lý do UAV Ukraine có độ chính xác ngày càng cao, thể hiện rõ trong các vụ tập kích cơ sở dầu khí Nga. Một số chuyên gia cho biết, thay vì tấn công các kho nhiên liệu, Ukraine nhắm mục tiêu vào tháp chưng cất, nơi xử lý dầu thô và biến chúng thành nhiên liệu hoặc các dẫn xuất khác. Đây là những khu vực phức tạp hơn và khó thay thế hơn đối với Nga. Sylvia nhận định, chúng tôi nhận thấy một số mục tiêu trong đó là các tổ hợp cần nhiều công nghệ phương Tây mà Nga đang gặp nhiều khó khăn trong khi mua chúng. Chiến thuật này giúp Ukraine gây thiệt hại nhiều hơn cho Nga thay vì tấn công ngẫu nhiên. Các chuyên gia cho rằng những cuộc tập kích như vậy có thể gây tác động lớn cho kinh tế Nga hơn những lệnh trừng phạt hiện có của phương Tây. Heli Makarov là giám đốc điều hành và lãnh đạo bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của ngân hàng đầu tư ABC nhận định, phần lớn các lệnh trừng phạt được phương Tây áp dụng với Nga từ trước tới nay đều bỏ qua lĩnh vực năng lượng. Xuất khẩu năng lượng, dầu thô, khí đốt và sản phẩm tinh chế giúp Nga duy trì kinh tế để tiếp tục chiến sự. Ukraine tuyên bố Nga đã mất 12% tổng công suất lọc dầu. Giới chức Nga thừa nhận công suất lọc dầu của họ suy giảm và ra lệnh cấm xuất khẩu xăng để tránh tăng giá nhiên liệu trong nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố những tuần qua cho thấy nền kinh tế thời chiến của Nga có những lỗ hổng mà chúng tôi có thể tấn công bằng vũ khí của mình. UAV là năng lực tấn công tầm xa của chúng tôi. Ukraine giờ sẽ luôn có lực lượng tấn công đường không. Loạt trận tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga của Ukraine khiến giá dầu toàn cầu tăng cao, trong đó giá dầu thô Brent tăng gần 13% trong năm nay. Điều này khiến các chính trị gia Mỹ lo ngại về tác động kinh tế tiềm tàng từ những vụ tập kích nói trên trong năm bầu cử quan trọng. Dù không đề cập đến giá năng lượng, các quan chức Mỹ cho biết họ đang tích cực thuyết phục Ukraine không tấn công nhà máy lọc dầu Nga. Chúng tôi từ lâu nói không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho những vụ tập kích bên trong lãnh thổ Nga, một quan chức Mỹ khẳng định. Krop nói các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây áp đặt lên Nga từ khi chiến sự bùng phát đều được thiết kế để duy trì nguồn cung năng lượng từ nước này lên thị trường. Krop giải thích đó là thỏa thuận giữa Mỹ với Ukraine. Chúng tôi sẽ bơm tiền và vũ khí cho các vị, nhưng hãy chừa cơ sở xuất khẩu và năng lượng của Nga ra vì chúng tôi không muốn để xảy ra khủng hoảng năng lượng lớn. Tuy nhiên, gói viện trợ quân sự trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ đã khiến dòng chảy vũ khí đến Ukraine gần như đình trệ suốt nhiều tháng qua. Krop nói, nếu không nhận được vũ khí và tiền như cam kết, động cơ để Ukraine tuân thủ thỏa thuận là gì? Các chuyên gia cho rằng mối lo ngại lớn hơn là Ukraine không dừng lại ở các nhà máy lọc dầu. Theo ABC, một số cảng xuất khẩu dầu lớn nhất ở Nga vốn hỗ trợ xuất khẩu 2/3 lượng dầu thô và sản phẩm từ dầu mỏ của nước này đều nằm trong tầm tấn công của UAV Ukraine. Krop cảnh báo, nếu một cơ sở xuất khẩu lớn bị tấn công, tác động đến thị trường sẽ rất đáng kể. Nhiều cơ sở trong số này nằm cạnh những nhà máy lọc dầu Nga và dường như đây sẽ là mục tiêu tiếp theo. Các quan chức Ukraine thừa nhận mối lo ngại của Mỹ, song tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tập kích. Vasyl Maliuk, nhà lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, tuyên bố họ sẽ không ngừng tấn công để cắt nguồn dưỡng khí từ dầu mỏ của Nga.